Chào mừng viewer thân thiết đã quay trở lại với Minh Phụng Music. Cây organ thế hệ mới SV800 được hãng Cutman giới thiệu tại Việt Nam gần đây có quá nhiều lý do để giữ được vị trí trong lòng người nghệ sĩ chơi nhạc. Để cùng tìm hiểu cũng như hiểu rõ được vì sao SV800 vẫn giữ được vị trí số 1 trong phân khúc organ đi show giá 20 triệu, anh em hãy theo dõi buổi đóng hàng vận chuyển đến khách hàng thân thiết tại Bình Phước và Bến Tre hôm nay nhé. Đây là khung cảnh bên trong showroom cây organ dành cho dân chơi này, hiện đang được Minh Phụng Music phân phối độc quyền với giá 18 triệu, đang được xếp thành hai cây riêng lẻ, tiến hành bọc lớp bảo vệ cẩn thận để tránh những cơn mưa bất chợt, vì trong Sài Gòn hiện đang vào mùa mưa. Để bảo quản sản phẩm chất lượng tốt nhất để tránh nước và chảy xước trong khi vận chuyển thì đàn được nhân viên bên mình quấn kỹ càng rất nhiều lớp ni lông. Sau khi bảo đảm đàn cẩn thận thì team sẽ quấn thêm 2-3 lớp cùng chân đàn luôn. Trong khi đóng gói đàn, mình sẽ cùng các bạn tìm hiểu những điểm nhấn trên cây đàn này nhé. Với SV800, trong thùng sẽ gồm cây đàn, một cục nguồn, giá để sách và sách hướng dẫn. Quà tặng vô cùng hấp dẫn chính là một chân đàn và một bao đàn hợp cao cấp cùng một bộ sampler miễn phí. Chức năng cũng là điểm nhấn mà mọi người không được bỏ lỡ. SV800 trang bị 61 phím đàn có 3 mức độ phản hồi lực nhấn, màn hình LCD 7 inch dễ dàng thao tác, cho phép người dùng có thể tùy chỉnh các chức năng hiển thị trên màn hình cảm ứng, đặc biệt là band 4 chiều để khách hàng có thể luyến lấy bản nhạc dân tộc hoặc những bản nhạc hoa. Bộ nhớ sampler lên đến 768 MB, được mở rộng nhiều hơn các sản phẩm trong cùng phân khúc. Âm thanh đàn tích hợp đa dạng với 1192 âm thanh nhiều thể loại như piano, guitar, trống và các nhạc cụ dân gian, cùng 320 điệu nhạc được cài sẵn, 500 bài hát và 39 loại hợp âm. Đàn nhiều chức năng kết nối như chức năng audio để xuất âm thanh dạng MP3, WAV vào USB, và nhiều chức năng phải có trên những cây organ cao cấp như Gainsbow tăng giảm tông, metronome đếm nhịp, slip mode chia bàn phím, recording ghi âm, chỉnh tempo và chế độ tự động tắt khi không sử dụng. Đàn có hai loa kép với công suất lần lượt là 15W và 25W, kết nối micro USB MIDI để giúp bạn kết nối với máy tính và các loại nhạc cụ khác ngay trên đàn. Kết nối pedal giúp bạn có thể kết nối với pedal piano để tạo ra những bản nhạc chất lượng sống động nhất. Với một video mang đến cho anh em trải nghiệm ngắn về SV800 mà không nói đến chính sách bảo hành thì quả là thiếu sót lớn. Với SV800, khi mua tại Minh Phụng Music, người chơi sẽ được bảo hành 24 tháng, một đổi một trong vòng 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí, trả góp với lãi suất 0%. Cùng với mức giá 18 triệu nhưng lại khoác lên mình những công nghệ mới hiện đại thì đây chính là cây keyboard mà mọi người không nên bỏ qua. Vậy là buổi đóng gói đã hoàn tất và thành công. Anh em hãy theo mình mang đàn lên xe và chuẩn bị khởi hành nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video kỳ này. Hãy nhớ like, share, subscribe để ủng hộ và đón chờ những video hay sắp tới nhé. Hoặc nếu quan tâm cũng như muốn trải nghiệm trực tiếp mẫu đàn này, các bạn có thể ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.